Con vào trong này, đưa trong nốt này. Đây, này, cho đây đây. Chú không thể làm thế. Cô có việc trước đây, đừng đi sau. À, tao đâu? Tao đâu? Ừ, tao tao tao.
Nó kia quá mẹ. Kia quá. Cái kia sang có thì đợi cho anh khoảng nửa giờ. Không. 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 Uống này, uống à, uống. Nó thôi, nhất là không uống, không uống đâu nghỉ. Mình tính gì nha, không mà ạ. Giờ là mà hiểu à. Không ai hiểu. Nước xưa hay là nhà tôi à? Ồ, chuẩn đạo, chuẩn đoán đấy mà hay là nhà tôi. Ôi chú ơi.
chú này á, chú mày là mẹ cho mà phụ ta sẽ cho mà phụ ta ha 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 ha. Chua bùa nhà ngáo ơi, ăn chua lơ. Ăn chua lơ. Ăn chua ăn mắm luôn. Mắm lơ, ăn chua lơ. Là chỗ luôn ngà ăn mắm luôn, ăn chua luôn. Ăn chua luôn. Ngà ăn chua nè. Ơi. Ngà ăn chua cái mẹ à. Em á, buồn nè, chú mẹ ăn mắm nè. Em mắm mắm nè. Ăn nè. Ăn chua ủi em nè. Ơi. Này ăn lại hả? Ăn lại à. Ăn mà. Ăn tơ. Cái mẹ không hiểu mà. Đây kêu mẹ nhà hàng á. Rồi dạ. Ừ. Mẹ ấm mà hai phụ nữ nhà đó. Rồi dạ. Ừ. Hai phụ nữ. Ừ. Dạ ăn nè. Chúng ta mình đi đây. Em chưa hạt chút mẹ nha. Cái này nhé, nhanh nhé.
chuối cho mẹ tập công nhá. Nhớ chứ là mẹ tổ công nhé em à. Em giải nhé, mày làm việc. Thank you.
Dìa con tài nhờ tỏ cho con cung. Nhờ tỏ thì dìa dí cho con cung. Nhờ nhỏ cung cứ con mà dìa dìa con nhờ tỏ kia phai đơn đi hôn thử dìa dìa đây. Con giải quyết tụi dần tỏ đi hôn à. Ừ mẹ, để tôi tạo đứa hoa mình hốt tiêu. Để tỏ cái giày áo tài chỉ mình đưa ít tuần mà. Mình giáo mình là cả hoa tài nhớn thì hoa tài con. Của cô Hàn tài, tài giả sức thống cho nhà. Dìa mẹ chắc có lẽ chủ dìa dìa mẹ cháu y phô hoa đi bè lễ phải nói cho y tầm mà ruốn nhẫn nó nhờ miền phía đơn này ý mình nhờ miền phía đơn ly hôn mà cái gì ly hôn phải mình này này công việc mình á mày tôi đào khát á tôi khát á như mình á xin hoa màn hoa mến tài cứ hơi mặt khách là hoa tiêu mà thì ta thả tài mẹ phải gì ọ nhớ phải nhung nay như phía chân đơn đi ly hôn này
mà ký mình giải thoát của y làm mình mà nói gì dám mà nói chàng áo nhỉ em mà nói gì dám thêm ký mình mà ở ly hôn kia thế diễn ly hôn kia mày đây trong tuần bút đi nè đây mà ở ly hôn kia thế này nè nè ly hôn nè mà có tuần nào nè 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 nhìn tờ chiếc tài à, kỳ phát của mình là... Mấy của con ha, cái này hiếp nhấn ly hôn kìa mày, mấy tờ tôi bút viện nè, ly hôn nè, nè tao muốn nút vào mà hai cần giải quyết liền muốn vào yên tâm chuyện gì nói em thì chuyện của em này em chồng em ngoại tình nhân tình về ở cùng ấy xong đuổi mẹ con em đi ra khỏi nhà em đã nhiều lần quấy nhiễu em lắm rồi em đã nhờ người viết đơn cho chồng em ký rồi nhưng mà chồng em lại tỏ thái độ là không hợp tác xong là còn xé tờ đơn ly hôn ném vào trước mặt em đi bây giờ em không biết làm thế nào anh ạ. Không thế được rồi cứ còn con nhỏ về trước thì anh sang luôn bây giờ. Vâng thì em cảm ơn anh nhé. Ừ, anh, ngồi xuống đây, với em cũng rượu đấy. Hôm nay đến đây có tí việc, rượu chè gì để sau đi. Thế chú hôm nay không đi làm gì à? Có thời gian ở nhà uống rượu à? Em ở nhà làm việc thì làm, chứ không làm thì em ở nhà chơi thôi. Còn uống rượu, không có uống rượu thì em biết. Thôi, đây là việc của chú. Còn mình là đàn ông, sức dài vai rộng, mình phải ra ngoài đi làm, kiếm tiền nuôi vợ con chứ. Suốt ngày ở nhà uống rượu thế này thì lấy đâu ra tiền nuôi vợ con. Thôi, anh cứ, đấy là việc của gia đình em, không cần anh phải can thiệp vào đâu. Anh em mày uống rượu đây. Vì gia đình chú thì anh không can thiệp, nhưng mà có người báo, anh thì anh cũng ra đây để trao đổi với gia đình, công việc. Chú làm như thế không được. Chú đuổi vợ con thứ nhất con còn nhỏ, chú lại đuổi ra ngoài, chú lại đưa người khác về ở chung sống với chú là như thế không được. Em chào anh ạ. Thế giống như lúc nãy em trình bày với anh ấy, đây là chồng của em, còn kia ngồi kia là nhân tình của chồng em ấy. Giờ anh xem thế nào giải quyết giúp em đi ạ. Bây giờ em chẳng cần gì, em chỉ cần tự do cho hai mẹ con em thôi ạ. Vào đây ngồi gần anh nhỉ? Vâng. Rồi, em về đây để anh trao đổi với em tí. Ngồi đây. À, anh nói với gia đình chú này, chú đã có vợ mới rồi, thì chú hai mẹ con này sống với chú cũng không có tình cảm gì, chú như nào để cho hai mẹ con nó tự do, có cuộc sống mới. Việc của gia đình em, tự em khác giải quyết,
Còn anh ngồi đây với em uống rượu thì uống rồi. Chuyện gia đình chú xảy ra như thế, cái tờ đơn cũ ấy, chú đã xé đi rồi, đã vứt đi rồi. Bây giờ anh biết là tờ đơn mới, chú phải ký vào nhá. Tùy anh thôi. Bây giờ em không cần. Chú cô có đồng ý không? Dạ vâng. Em chỉ mong là giải thoát cho hai mẹ con em thôi ạ. Được, hai bên hai vợ chồng đồng ý rồi nhá. Anh viết lên nhá. Giờ em ký vào nhá. Em Lò Văn Tòn. Dạ em tên là Lý Hương Xuyên ạ. Xong không? Ký vào đây. Đơn từ đã viết xong rồi, đơn ly hôn viết xong rồi, bây giờ cô có nhu cầu gì không? Vâng. Em chỉ có yêu cầu nho nhỏ là mong là anh chị đưa cho em một ít tiền để nuôi con thôi ạ. Chứ em bây giờ mùa đông đến rồi, con em cũng có gì bằng nữa. Mày không phải đòi hỏi gì nhiều, đây là nhà của tao, tao có cái gì cho mày đâu. Mà chú không được nói thế, thì nó còn hai mẹ con nó còn nhỏ, con còn bé thì chú có tiền cho nó vài đồng đi mua sữa cho con. Đây, tao còn vài đồng này, đưa cho mày nốt này. Đây đây, này, cho mày hết đây. Chú cũng được làm thế, đúng rồi, số này. Không đâu. Cô cứ về trước đi, đừng về sau. Đi nhà cứ nên lưu nhà, bắt ai buôn hàng mà nhà mà anh hiểu á. Việc của anh xong rồi anh về đó. Con mình được tự do rồi con ơi. Thật ra mình không phải sợ nữa con.
em không nhịn nào.
rửa tay là nát. Rửa tay. Đấy. Chú ơi, nó nhổ mặt mẹ này, nhìn mẹ tiếng không ạ? Mẹ nhìn chị mẹ
nhá. Mọi người đến chơi nhá. Đến nha. Cộng cộng nha. Cháo thôi. Nè, vỗ tay nè. Rồi rồi. Giỏi quá, hoan hô, hoan hô đã, hoan hô đã, hoan hô nè. Xong rồi, ôi trời ơi. Gì nè.
tiền á. Tay chơi mày mà có phản ánh tai nạn có mấy tổ như che về chăng như gì gì tiếp theo vừa đeo mua vừa con này có mày tổ nó mày như gì phải tai nạn hôm nay sẽ chẳng hại ông mày nữa có kinh lớn tuổi đấy mày dìa lỗ mẹ sẽ cái bớt gì nó phun ha. Bớt nông thì nhé của dì gì ạ? Ừ. Như nhận đau vậy, hoa ngạc cha dì nhận đau vậy. Ừ, hả lại. Ừ. Cả chó. Dì gì em mình lo y hô ấm của. Còn nấy? Ừ. Có nó tỏ cố gắng bớt nông ạ. Cứ chạy to nó sẽ khổ thầy á. Cho đây, cho ta tiền. Yêu tục tiền nó khổ. Cậu à, mình hát không cảm ớt. Như diệt rồi nè à, cho ba tổ ớt. Cậu à, mình hát không cảm ớt. Thank you.
nắm cái bao nữa à, em ngồi đây à. Bà bài nữa, em bà bài nữa. Em chơi quả nữa. Em nhâm này. Tiền đấy. Thì 10.000 anh. Ôi, thường chóng quá cho 20.000 đi. Vâng, thế em cảm ơn nhé.
Ngọt không? Mười miếng này nè, ăn mồm. Ăn được không? Lấy cháo cho con nhá.
mình. Trời chứ. Ôi giời ơi, làm việc thôi nhỉ. Nhựa bát ạ. Ngay lại nhá. Nhẹ tua à. À, rất tàn cả. À. Đi về nhá. Ôi.
mình đi về thôi. Đi về thôi. Sữa nha, nào mua mua sữa nào. Nè nè, A nè, A nè, nóng lắm. Ừ. Con ăn lắm. Khoan để lấy cháo cho con ăn lắm.
rồi nhỉ, cố lên nào. À. Con muốn ăn lắm. Giỏi quá, ui dồi ôi, giỏi quá. Ăn thôi. Dọn nào. Đây nha. Chị Vinh lại điện nha. Thôi. Cho mẹ thế ra. Chị nhé, đi chơi nhé. Thank you.
mua để chơi nhá. Ya kan memang jam.
con nó chôm bệnh ngu. Em đây bảo con muốn mà vô nhỏ à choang gì choang khâu hãy đi tỏ lo nghe tao mới đi trả mô chúng ta đi dịp với tăng bạn khỏi hay ứng dụng gì hả đi à là đi tỏ có vô hô bạn con muốn dịp 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 trang phố cho á kìm đi ăn đa đồng quá đó thì đi tỏ ta đi dịp dịp hô hay tỏ ta đi hả. Đi đâu mà vội thế? Mai anh còn phải kịp đấy. Em đang vội, em đang vội đi mua thuốc cho đứa em gái đang bị ốm ạ. Em gái của em bị sao mà đi vội thế? Bị ốm ạ. Và đứa em gái đang bị chồng bỏ là bị ốm anh ạ. Nhìn đáng thương lắm ạ. Trường hợp này có phải hôm nọ anh đi giải quyết ly hôn kia phải không? Vâng ạ. Thôi được rồi, em đi đi. Alo, anh à? À, có cái trường hợp mà ấy chứ chồng bỏ ấy, hai mẹ con nó bị chồng bỏ, nó là nó bây giờ đang bị ốm nặng ấy, mình xem thôn mình xem có cái gì hỗ trợ được không? Trường hợp này rất là khó khăn, xem thôn mình có hỗ trợ tí nào cho hai mẹ con nó không? Thì ban quản lý thôn sẽ giao cho chú nhé, với cả hai đồng chí dân quân là sẽ gọi là trao cái quà cho hai cháu, hai mẹ con cháu nó nhé. Đồng chí trưởng thôn đã giao nhiệm vụ cho mấy anh em mình.
Em ơi, mẹ con u nữa. Em mua này má, em bút chưa em. Cô bón u là cô liền em hả? Ừ, cô liền mẹ hồ. Thương quá nhỉ. Bút chưa non no nhá. Uống rồi đấy nhỉ. Trong ba bát nhá. Thương nhá. Nhìn con vịt đây, nó kêu chít 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 đây. Được chưa? Mẹ mẹ, mẹ có u là? Mẹ có u luôn. Giờ hai lông tên á, đỡ tên á. Đỡ tên. Đi mẹ, đỡ tên mẹ. Ba mẹ tổ hắn, ba mẹ tổ ba dê kia hả? Chứ tổ hạt kiểu nữa. Ba hiểu rồi. Hắn thịnh tới hưởng ai ổ. Tổ như má đi bụi tía nhằn như dê chắc. Ở nhà không cô ơi? Dạ có ạ. Mời, em chào các anh ạ. Mời các anh vào nhà. Để em rót nước không? Anh đến đây có việc gì không ạ? Anh đến cũng gọi là có ít quà để gửi cho hai mẹ con cô. Vâng, cảm ơn các anh ạ. Hai mẹ con sống này có ổn không? Vất vả quá. Bọn anh xem xét là bọn anh có ít quà. Thôn có ít quà gửi cho hai mẹ con cô. Vâng. Thôn có ít quà gửi cho hai mẹ con cô. Vâng, em cảm ơn ạ. Tiền. Vâng. Tiền. Vâng. Ít gạo với là bộ quần áo gửi cho cháu hai đồng chí cất hộ cho cô ấy. Vâng. Để đây chị nhé. Vâng. Thế bảo anh về đây. Dạ vâng, em cảm ơn các anh. Vâng, em về đây. Vâng, các anh đi về ạ. Chào chị. Vâng. Con mình có gạo ăn rồi. Con cảm ơn. Con cảm ơn các chú các bác.